Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện Thoại Vui TV. Và ngày hôm nay thì chúng ta lại cùng gặp nhau trong số Hỏi Gì Đám Nấy số 124. Và mình cũng đã lưu lại tất cả những cái câu hỏi mà các bạn đã hỏi rồi. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi trả lời cho nó nhé. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Rồi, câu hỏi đầu tiên là AD cho hỏi mình đi thay pin, giờ xài 50% là tắt nguồn, mang ra lại thì nó kêu phải thay men là sao ạ? Thì đây là một cái trường hợp đến từ việc là khi mà các bạn mang máy của bạn đến kỹ thuật đó, họ kiểm tra không có kỹ. Có nghĩa là vừa pin và vừa men của các bạn nó đều bị hỏng rồi. Và để tối ưu nhất thì phải thay cả hai cái này, nhưng mà các bạn chỉ thay cái viên pin thôi, cho nên là men ở trên men nó vẫn bị lỗi, cho nên là các bạn sẽ vẫn bị ảnh hưởng về phần pin cũng như là nguồn đó. Cho nên là nếu như mà sửa men ở cái phần nguồn này á thì mình nghĩ là cũng không có quá đắt, nhưng mà cộng thêm viên pin nữa thì cũng khá khá trên con máy của bạn rồi. Ok, câu hỏi thứ hai là iPhone bản LLA với bản VNA thì cái nào tốt hơn ạ? Thì về cơ bản á thì mỗi cái nó đều có một cái lợi ích riêng. Đầu tiên á thì với những cái bản LLA á, thông thường giá của nó sẽ rẻ hơn khoảng từ 1 cho đến 2 triệu đồng so với bản VNA. Tuy nhiên á thì cái bản VNA ngược lại các bạn lại được là bảo hành chính hãng tại Việt Nam, và nói chung là thay thế sửa chữa thì sẽ theo cái chế độ bảo hành của Apple tại thị trường Việt Nam luôn. Lỡ máy có việc gì mang ra thì sẽ dễ dàng hơn. Còn với máy xách tay bản LLA, khi mà các bạn tiến hành đi bảo hành thì phải có hóa đơn, và hóa đơn phải là hóa đơn gốc từ cái chỗ mà các bạn mua, có nghĩa là ở bên Mỹ, phải có hóa đơn tận bên Mỹ thì các bạn mới được bảo hành ở tại thị trường Việt Nam. Rồi, câu hỏi tiếp theo là pin iPhone 6s thì thay cho iPhone 7 được không anh? Thực ra thì pin của iPhone 6s có thể thay được cho iPhone 6, chứ còn đem lên iPhone 7 thì sẽ không được nha các bạn. Câu hỏi tiếp theo là anh có nhận làm không? Em xin địa chỉ để lên đời ạ. Thì đây là một cái câu hỏi mình nhận được ở trong bài là lên đời iPhone XR, độ vỏ cho nó lên con iPhone 13 Pro màu xanh. Thì mình cũng đã để đường link ở bên dưới phần miêu tả của video á. Các bạn cứ liên hệ với số hotline thì các bạn sẽ biết được cái thời gian chúng ta làm cái vỏ độ này là trong bao lâu. Tại vì thông thường á, những cái vỏ độ thì các bạn sẽ phải đặt trước từ 2 cho đến 3 ngày thì mới có vỏ để về để làm cho chiếc máy của bạn nha. Câu hỏi tiếp theo, 12 Pro Max thay pin 13 Pro Max được không ạ? Thì câu trả lời sẽ là không, tại vì các bạn có thể thấy kích thước của 12 Pro Max, 13 Pro Max nó khá là tương đồng với nhau, kể cả viên pin cũng thế. Nhưng cái quan trọng nhất đó chính là cái chân socket khi mà gắn với phần main thì nó sẽ khác nhau, cho nên là hai cái viên pin này sẽ không thể nào hoán đổi cho nhau được. Câu hỏi tiếp theo, nếu cổng sạc iPhone XS Max bị hư, thay vì thay cổng sạc mới, mình có thể mua bộ sạc không dây về để sạc được không vậy? Một cái câu hỏi khá là hay. Rồi, nếu như mà bị hư cái cổng sạc á, thì các bạn có thể không thay cổng sạc. Ok, chúng ta vẫn có thể mua một cái bộ sạc không dây về để có thể sử dụng. Tuy nhiên, nếu như mà gặp trường hợp máy của bạn cần phải kết nối với máy tính để làm một cái việc gì đó, có file hay là phần mềm bị lỗi cần phải chạy lại chẳng hạn, thì chúng ta vẫn phải cần sửa cái cổng sạc này. Còn nếu như mà các bạn xác định là chúng ta không có cóp gì, không có cắm máy vào trong máy tính á, thì các bạn có thể mua một cái đế sạc không dây về và sau đó chúng ta sử dụng. Nhưng cái điểm bất tiện của cái đế sạc không dây đó chính là khi mà các bạn cần dùng, các bạn nhấc điện thoại lên thì ngay lập tức nó sẽ rời với cái đế ra, chứ chẳng ai mà cầm nguyên cả một cái đế với cái điện thoại rồi dùng cả. Ok, câu hỏi tiếp theo, shop cho mình hỏi độ vỏ bộ nút nguồn bên đèn flash thu âm khi quay phim có bị giảm âm thanh không, vì mình thấy các flash không có micro. Về cái việc độ vỏ này thì khi mà độ lên á, chúng ta vẫn sẽ giữ được hết tất cả những cái chức năng của cái chiếc iPhone của bạn, kể cả phần micro cũng như là phần đèn flash, tất cả mọi thứ đều hoàn toàn bình thường, không có gặp vấn đề về giảm âm thanh hay là giảm độ sáng nha. Câu hỏi tiếp theo, hở viền thế có vào nước không bạn? Thì đây là một cái câu hỏi mình nhận được ở trong số trước, số hỏi gì đám nấy số 123, khi mà cái con iPhone 13 Pro Max của một bạn khách hàng thì bị hở cái phần viền và nhét được cái tờ tiền vào. Vậy thì nếu như hở viền như thế thì có vào nước hay không? Sẽ có hai trường hợp xảy ra. Đầu tiên, nếu như cái chiếc máy này là một cái chiếc máy hở viền theo đúng cái chuẩn của Apple, có nghĩa là chưa bung máy ra, thì nó vẫn có cái khả năng trong nước.
Tuy nhiên nếu như cái chiếc máy này nó bị hở viền do cái trường hợp là người dùng tháo màn hình ra và làm cho nó bị hở viền á, thì chắc chắn khi mà các bạn làm rơi hay là nhúng nó xuống nước thì nó sẽ bị vào nước trong cái chiếc máy của chúng ta. Cho nên sẽ có hai trường hợp như vậy, và cái bạn này bạn cũng không có xác định được là cái chiếc máy của bạn ấy á, là đã bung hay chưa. Tại vì ở trên 12 Pro Max và 13 Pro Max xảy ra cái hiện tượng là cái màn hình iPhone và cái viền của nó bị hở với nhau, cho nên xảy ra cái trường hợp này. Anh cho em hỏi là em mua máy xách tay mà không có giấy tờ mua bán gì cả, liệu thay pin tại điện thoại vui ESP thì có được không ạ? Câu trả lời sẽ là được, các bạn cứ mang đến, và nếu như nằm trong cái khung thay pin của Apple, có nghĩa là từ dưới 80% thì Apple họ sẽ thay pin cho các bạn. Thì chúng ta không cần giấy tờ gì cả, cứ mang máy đến và kỹ thuật viên và các bạn chăm sóc khách hàng sẽ hỗ trợ cho các bạn hết mức nha. Câu hỏi cuối cùng của số hỏi gì đâm nấy số 124, độ pin cho iPhone 12 mini rồi test so với pin zin đi anh. Thực ra thì mình cũng muốn làm một cái bài test kiểu như thế này. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì dòng iPhone 12 vẫn chưa có pin dung lượng cao, cho nên là mình vẫn chưa làm cho các bạn về một cái bài thay pin nhân hàng, vẫn chưa có. Cho nên là mình sẽ hẹn các bạn trong thời gian sắp tới, thì nếu như có một cái viên pin dung lượng cao dành cho iPhone 12 mini thì mình sẽ thay và làm cái bài test này nha. Ok, và đó sẽ là tất cả những cái câu hỏi trong số hỏi gì đâu nấy số 124, và rất cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip của mình, và các bạn có thắc mắc gì nữa thì hãy comment với mình ở phía bên dưới nhé. Và cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Điện Thoại Vui TV để ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn.